Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn Ở Hôm nay mùng 1 tháng 4 các bạn ạ, âm lịch ờ, Chúc các bạn, các anh chị một tháng mới rực rỡ, thành công Một vụ mùa bội thu các bạn nhé Thì các bạn, các anh chị em cũng rất nhiều, các anh chị em hỏi tình hình về táo thế nào Cây ra mọn ra sao, chăm sóc thế nào, làm chuẩn bị làm dàn táo đến đâu Bởi vì thực tế giờ anh em mình uh, nói thì thôi chứ Quanh quanh một cái là tháng 5, tháng 6, cái là là táo này chuẩn bị ra hoa này, chuẩn bị đón vụ mới này nên trong miền Nam thì đón hai vụ một năm nhé tức là ra vụ táo nó ra rất là nhanh. À, cắt à, nhánh là nó ra ra mầm, ra hoa thôi. Nhưng miền Bắc của mình thì từ giờ đến tháng 7 mới có hoa. Đấy tối gọi là công tác chuẩn bị cho vụ táo rất là nhanh. Nên là anh em mình à, ngoài cái việc hoa quả vải vóc này rồi mùa màng các thứ thì vẫn phải để ý đến táo. Nên ở trong cái video này mình sẽ cập nhật cho các bạn anh chị em về tình hình táo đến thời điểm này các bạn nhé. chăm sóc thế nào, giàn dậu ra sao nhé Thì các bạn à, À, chúng ta sẽ vào trong cái clip này nhưng trước khi clip này thì mình giới thiệu các bạn các anh chị một cái con máy đúng nhỉ cũng như là con máy bơm đấy để phục vụ anh chị à, xin mời các bạn còn bây giờ thì mình giới thiệu các bạn cái con máy nhé. mình gửi cho các bạn các anh chị để về phun vải phun táo tóm lại là xử lý táo rồi thì vườn cây nhé rất là ok à, cái máy này thì cái máy kia là máy mình đang sử dụng kia. rất à, các bạn về à, các bạn à cái bát các bạn cho buộc cái này cho nó nặng xuống này đó đây cái bát bên này cái máy này mình gửi cho anh nhé, ở ba vì nhé ờ, vòi 50 mươi mét này đó có cái sạc này, này bộ sạc này có bát này có hai cái bát nhé cái bát này và có súng này đây còn cái cây này là cái cái xào nối dài cái xào nối dài là mình giới thiệu nhé cái xào này các bạn có thể vặn ra để để kéo dài được ra ấy. đó thì cái này nó rất là tiện này đó, các bạn vặn này vặn này và rút này và rút này đó, rất là tiện luôn nhé sau nó sẽ kéo dài ra đó đây nó kéo dài này ừ, thành cái xạ đây là cái vòi phun kéo dài các bạn ạ nó vòi vòi phun kéo dài rất là tiện có thể phun gần phun xa nhé đó, và chống xuống này đó thế thì cái máy này bình rất là khỏe bình rất khỏe luôn nhé Đấy, bình này là mình đã, đã test rồi nó cái bình này nó rơi vào khoảng trên 300 lít nước các bạn ạ đó trên 300 lít nước để và các bạn chỉ đấu vòi vào cái đây là cái vòi cái đây là cái ống hút này còn đây là vòi da này đấu cái vòi da vào đây là ok thôi à, nạp nhé các bạn nạp hết điện về các bạn cắm nạp lại điện lưới sau đó là xách đi rất là tiện Để xách nhiều vườn rất là tiện luôn nhé đó Để còn dây dọ ok thì tí cũng sẽ gửi cho các bạn anh chị này thuốc thang thì gửi về cho anh Đoàn Giang ở Thái Bình này anh chị em ở trong miền Nam này ở Bình này. rồi thì cái dây này về cho các anh chị em ở Thái Bình này à, ở Ba Vì này cây giống thì gửi cho các anh chị em ở Vĩnh Phúc nữa, to là cây táo giờ vẫn còn đấy thì à, các bạn các anh chị ủng hộ kênh núi Độc Ngạn thì cái vật tư nông nghiệp này, cây táo giống này thì à, alo cho kênh núi Độc theo số điện thoại 036802750 các bạn nhé. Đấy. còn cái máy này mình có sẽ có một cái clip riêng để test cho các bạn vì cái máy này rất là ok, mình đã sử dụng rất là tuyệt vời rồi. Các bạn có thể tham khảo và sử dụng. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái video này Đó, đó là à, tình hình làm giàn táo Đó, táo đây Thì nhớ anh mình làm cái giàn ống 42 luôn chôn cực dày nhé Trước đây là <laughs> Làm cái giàn bằng cái cây tre, cây trúc cả Thì được 3 năm các bạn ạ 3 năm, 4 năm thì nó mục thôi Tóm lại là làm nó kiểu đơn sơ làm như vườn trên kìa các bạn nhìn kìa Đó, như bao năm thì anh em mình vẫn là làm thế thôi Còn việc cái đầu tư giàn sắt này thì nó là kiên cố, nó là cố định Và nó rất là chắc luôn cái ống này là đang cắt uh, ống 42, phi 42 nhé. Uh, uh, cắt uh, là 2m2. Trôn xuống là, giờ có nó còn cao 1m8. Đầu được bắn vít. Đó, cái đầu này sau sẽ cuốn dây nhé. Cuốn uh, dây. Đấy, cái dây uh, uh, chịu lực rất là ok. Đấy, và đặc biệt là chống han gốc thì các bạn đắp bê tông lên. đó Chỉ có một cái điều lưu ý là các bạn chôn cột như này thì các bạn phải làm uh, cái côn chôn cật chắc chắn nhé cho nhiều xi si nhé đế thật ok vào thì sau chịu được nó sẽ rất là tốt đặc biệt là trôn dày được như thế thì cực, cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn ạ đó nó chịu lực còn nếu các bạn cũng có thể làm trôn thưa một chút cũng được không sao cả nhưng mà miễn là làm sao nó chịu lực chịu tải được một cách ok nhất là được nhé hay là phải mậm táo nhé mậm táo thì đây là những cái mậm táo già các bạn ạ à, tức là cái mậm lên từ cây táo già cây táo này đã được khoảng mười mấy năm rồi gốc thì cực kỳ cổ thụ luôn thì mậm nó lên nó rất là khỏe nhé bởi vì lực của cây rất là khỏe thì anh em mình đến thời điểm này thì cũng cơ bản là bón rong rong một chút thôi chứ cũng chưa làm gì cả chủ yếu là giữ mậm này cố định này. đây cái cành này này đấy, cái cành này này thì anh em mình đã cố định vào đây để giữ mầm cho năm vụ tới này này vụ này này đó đã giữ mầm rồi thì đến thời điểm này thì cơ bản cũng gọi là tỉa tỉa qua qua rồi đấy tức là ví dụ mình để ba mầm hoặc bốn mậm thì mình cũng có, đã, đã có thể là cắt tỉa được rồi đó thì hai là phun thuốc sâu để cho giữ cái mầm nhé, cái gốc này, này không bị sâu ở đúng gốc này. Thứ ba nữa là uh, có sâu ăn lá này, bọ cánh cứng này thì xử lý đi. Đấy, những cái mầm này nó lên đã rất là cao rồi, từ cái mầm này lên đến phía trên này đã rơi khoảng tầm mét rưỡi rồi. Ở trong miền Nam tầm này nó ra hoa rồi, nhưng ngoài Bắc mình thì năm nay cái lượng hoa ra cũng rất nhiều nhá nhưng nó là hoa đực thôi nó không đậu quả đâu rất nhiều bác các anh chị em cũng bảo thế có phải vặt đi không và thực ra là không phải vặt không phải gì cả kệ nó thôi vì nó cũng không đậu và đậu cũng không đáng kể còn ví dụ những cái cây nào nó già hẳn ấy, nó ra sớm hoặc là những cái cây mà nó nó khỏe nó ra ở ngoài miền bắc mình ấy mà nó ra thì có quả nhiều thì các anh chị vặt đi bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến quả mùa nhé nếu trong miền nam thì ok bởi vì Nam miền nam như mình chia sẻ trong đầu video là thu hai vụ trên năm nhưng miền Bắc mình chỉ được một vụ thôi vẫn cây táo này vẫn mùa màng như này nhưng ở trong đó thì khí hậu nó khác nên là mùa vụ nó khác hơn ở ngoài Bắc đó thì nếu ngoài Bắc mình mà có ra được táo chiêm ấy, nó có quả đậu được ấy nhiều quá thì các anh chị ngắt đi đấy thời thời điểm này là ngắt đi tránh cho nó ảnh hưởng cái táo mùa còn không thường thường là nó cũng ít đậu nên cũng không phải lo các anh chị em cũng không phải lo đâu vì táo nó cũng đậu không được nhiều mà đó thứ ba nữa là một số anh em thì cũng điện cho mình là cái mầm nó ra ấy, đặc biệt là cây táo năm thứ hai cây táo tơ nó rất là khỏe nhá, cái mầm nó ra ở cái cành nó cành tơ ấy, nó ra nó nó to nó vỡ nó vỡ ở đây này nó vỡ cành này, này vỡ cái mầm này này thì có sao không? thì mình chia sẻ là không vấn đề gì các anh chị nhé, táo nó ra nó uh, nhiều nước quá nó căng quá thì nó vỡ thôi, vỡ thì không ảnh hưởng gì cả nên là uh, quan trọng là chúng ta cứ giữ được gọi là cái 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 cái, cái um, gốc này cái gốc của cái mầm này này không bị sâu mọt không bị cái, sâu đục gốc là ok thôi. Đấy, nên là các anh chị cứ phun một hai lần cái thuốc nội hấp mạnh ở phía gốc là được nhé đó thì thời điểm này nó giữ mầm nó như vậy thôi Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ xuống cái vườn phía dưới nhé Đấy, còn phía vườn này là uh, ngoài mình uh, có lẽ một vài hôm nữa sẽ căng dây nhé làm dàn Bởi vì ngoài cái việc mà cái cây này, này giữ mầm này thì nó chỉ giữ được cái mầm thôi còn đợt tới mà nó chịu lực chịu lực bởi vì một cái cây nó ra nó nặng hàng mấy tạ quả cơ thì nó sẽ cái cái cột này, này nó sẽ phải chống nhé nên làm táo thì um, bắt buộc phải có dàn có dàn có dây cũng bởi vì là nó nặng quá không nó không chịu được nên là phải làm như vậy nhé à. còn về cái chi phí của cái cọc này thì cả vườn này vườn trên kìa các bạn nhìn vườn trên kìa là tóm mại là một cái cọc này phụ kiện nó vào là 60.000 một cái cọc này nhé 60.000 đồng một cái 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 cái, cái cột này đó chi phí vào thì tính ra là nó cũng chi phí đầu vào so với cả cây tre cây nứa thì nó sẽ đắt hơn đấy tuy nhiên là nó sẽ bền nó vĩnh viễn và nó vĩnh kiểu đấy còn nhiều bác thì cũng làm bằng cái cột bê tông ấy, thì càng ok nhé ví dụ như chú bình tuyên quang rồi một số anh em ở cao phong hòa bình tận dụng được những cái dàn từ trồng uh, thanh long đấy. đấy rất ok nói chung là uh, quan trọng nhất là các anh chị em chôn nó cọc nó nó chắc gốc là được nhé chắc gốc có mãi là đây, cái đế nó thật chắc thì nó chịu lực sẽ tốt, đặc biệt là những cột ở ngoài này này. Những cột ở ngoài này sau thì vẫn phải lấy cái dây néo nhé. Đây, rất là chắc chắn rồi những phải dây néo buộc ra gì à. Đó mại là nó nó kéo lực ra ngoài nhé. Chứ còn không là cũng lực nó nặng lắm nó kéo sẽ không chịu được ấy. Đó, còn đây là cái vườn của ông Á, anh ở phía sát vườn nhà mình đây, cây thì vẫn rậm rất là rậm rất là tốt luôn. À, ngày hôm qua ngày hôm kia thì chỗ mình có đợi, trận mưa rất là to luôn này các bạn nhìn này đấy hôm trước là nó ngập hết cả những cái tạ đám táo này ngập hết nhưng nó rút rồi thì mấy hôm vừa nay và hôm qua cũng đều có dự báo là miền bắc mưa rất to nhưng mà rất may là đội mình cũng thừa nước rồi nên nó không mưa nữa thì nếu mưa nữa thì canh chị em cũng nhắn tin là vậy thì có ảnh hưởng gì đến táo không đến thời điểm này thì mình cũng xin chia sẻ là không ảnh hưởng gì nhé nói chung canh chị em hoàn toàn yên tâm không lo đâu bởi vì là thứ nhất bản thân cây táo là, là nó là cây chịu nước bởi vì mùa thu quả mà các anh chị em còn phải bám gọi là bơm nước để cho nó ngâm rãnh rồi thì gọi là súc nước luôn ấy. Nên là cái mùa này thì không phải nuôi quả nhưng mà nó chịu được nước, thoải mái nó không chết. Tất nhiên là ngâm lâu thì cái rễ của nó cũng kém. Tuy nhiên là ngâm một vài tiếng một buổi hai ngày thì không vấn đề gì cả. Đó. Nên là hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy thì sẽ thay từ cái cột bê tông này à, thay từ cái cột um, Che tre nứa này bằng cái cột này à, thì các anh chị em của các anh chị em làm như thế nào các anh chị em cũng comment nhé bởi vì ví dụ như các anh chị em ở trong miền Nam đặc biệt trong miền Nam nhé thì uh, các anh chị em mà cứ quay nhìn những cái video mình quay thì bảo ôi ngoài làm cái dàn sơ sài thế đây ví dụ như cái dàn như anh em mình làm toàn đa phần đến khoảng tầm 90% là dàn như thế này này thì còn uh, dàn bằng uh, thép bằng vườn trên cái bằng bê tông này. Đây vườn này vườn bằng bê tông ấy. Vườn này là vườn của ông cụ trên hàng xóm nhà mình này. thì bằng bê tông. Thì ô. Oh, đây có cây vải u của ông anh mình quả chuẩn bị chín đây này. này. <laughs> đây. Đó. Đây mình mà các bạn lên thằng cái vườn này bằng bê tông này. Đó thì vườn này đổ bê tông thì thực ra là cái cột bê tông ấy làm nó còn kỳ công hơn. Đó, cột này toàn bộ ổng bê tông này bê tông và dây đây dây 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 căng đây đó đấy các bạn nhìn thấy cái vườn làm quy mô chưa tất cả từ đây lên nó rơi vào hàng hàng chắc phải mấy trăm cột bê tông này bê tông này làm còn còn kỳ công hơn nói thật các bạn là làm cột bê tông này mất công đổ này mất công trôn này và vận chuyển nó rất là nặng luôn đấy, từ đây lên hết mãi phía trên kia nữa nhé đấy còn dây cáp ở ngoài này dây nhựa ở phía trong này đấy dây nhựa chịu lực ở phía trong này đàn rất là tốt luôn đó để các bạn có thể tham khảo nhé <laughs> nên là làm dàn thì làm thế nào là do mình thôi đây đây còn và có cái dây kéo ở phía ngoài này các bạn nhìn này dây kéo ra phía ngoài nhé để chịu lực nhé để tất cả dây nó phải kéo ra phía ngoài ở phía ngoài để chịu lực nữa đó và thêm một cái thắc mắc của các anh chị các em các anh chị các bạn ấy cũng hỏi mình là ờ, uh, vậy thì những cái cành nó mọc ở phía trên này thì như thế nào đây những cái cành mà uh, ở phía dưới là để nhé các bạn nhé để phía dưới này như thế này là hiện tại là chưa tỉa đấy nhưng mà sau thì sẽ tỉa bởi vì đội mình muốn để cho chắc chắn ví dụ như cho gió bão rồi thì uh, sâu xiết các thứ cho nó giải quyết um, khoảng tầm một thời gian nữa thì sẽ tỉa ví dụ chỉ cần để ba mầm thôi hoặc bốn mầm thôi các bạn nhé đây chỗ này để vụ năm ngoái chỉ để bốn mầm nhưng còn dày chỉ để ba mầm thôi vì hai cái mầm này nó cõng vào nhau này nên chỗ này chỉ để ba mầm để ba nhánh để ăn thôi để ăn quả vụ tới thôi còn ở phía trên này thì như thế nào thì các anh chị em lấy cái cây các bạn em đập đi đập qua cái là mầm nó sẽ nó sẽ sẽ rụng hết và nó cái mầm của cái cây này này đập qua một hai lớp là nó sẽ chết khô nhé nó sẽ chết khô đi còn nếu các anh chị em không đập đó thì cái nó sẽ kéo cái cái thân kéo cái vỏ xuống đây này Đấy, nó kéo lại cái vỏ này và nó sẽ sống và nó ra quả tóm mẹ là mình không thích nó ra quả như cái cây này còn như trong miền nam thì các bạn các anh chị em chỉ cần cắt cái những cái cả, cái, cái nhánh tay thôi chứ không cắt sát xuống dưới như anh em mình ở ngoài bắc thì các anh chị em sẽ để ở trên nó ra nhánh tay nhưng ở ngoài bắc mình thì mình chỉ cần lấy cây mình đặt này đây, ví dụ như mình mình lấy một cái cây này nhé các bạn nhé đập đi là ok này đây, kiểu, đây mình đập này đấy đấy được chưa đấy, khua qua đi là nó rụng là nó chết đó đây đây, đây. ví như cành này, này đấy các bạn thấy không đập qua cái là một đập qua một hai lần cái là nó không còn sức nữa là nó nắng lên là nó chết thôi đấy, đây. đấy những cành ở trên là giải quyết là như thế nhé đấy, rất nhiều cành ở trên đấy. còn cành ở phía dưới thì đây một số nó ra hoa đây các bạn này Cái hoa này thì kệ nó nhé các bạn cũng gọi rất điện rất là nhiều Để gọi điện rất là nhiều hoa này không sao đâu kệ nó không đậu quả Miền Bắc mình không đậu quả đâu Đấy như vậy Thì cái việc mà chăm sóc Cây táo đến thời điểm này Thì nó chỉ như vậy thôi Các bạn Các anh chị em Ở miền Bắc Thì cứ việc chăm cái mầm nhé Chăm cái mầm uh, Phun qua Là ok thôi Giữ cái mầm này là được nhé Thế còn những cái bạn nào Mà cắt tịn gốc Cắt tịn gốc như mình đây Đây chỗ này là đội mình cắt đây Thì các anh chị em Những cái mầm này Thì trống lên nhé Đây là cây kim đào mật này đó thì đợt tới là sẽ cắt để kim đào mật này đại mật này để cắt để ghép sang cái cây nhỏ bên này à, còn cây táo giống ở vườn thì còn rất là nhiều các anh chị em nào muốn trồng cây táo thì cứ, uh, ngày nào thì mình vẫn gửi thôi nhé cơ bản mùa này thì các anh chị em miền Nam thì đang vào mưa nên là cũng gửi rất là nhiều còn các anh chị em miền Bắc thì cơ bản là dặm dặm thôi cơ bản miền Bắc thì các anh chị em đã trồng rất là nhiều, nhiều rồi thời điểm này là còn dặm và bổ sung thêm một chút thôi đó để, kim đào mật đây Đấy cây táo giống tại vườn đây. Còn cây táo giống mới 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 gieo đây. Đấy đội mình đang làm và cây cũng đã lên được tầm này rồi. Nhưng đến thời điểm này có một cái điều là những cái cơn mưa đầu mùa rồi nó chết nhiều quá các bạn ạ. Chết rút nhiều lắm. Đây, mỗi ngày nó ra chết. Đây, đây các bạn nhìn này. Ở ban đầu nó ươm nó lên bằng này nó chết rút đây. Đó. Đấy, chết rút rất nhiều luôn là cảm thấy sốt ruột luôn đấy nhưng mà cái điều này không thể tránh khỏi được nhé. Đấy, những cây đang lên rất là đẹp nhưng mà hy vọng là tỷ lệ chết rút của nó sẽ giảm nhé đặc biệt cái mưa xuống các bạn ạ mưa xuống nó chết cảm thấy sốt ruột luôn đấy. có có lúa nó trắng án luôn này đây chết rút đây các bạn này đây, cây đây như cây này cũng chết này các bạn này đây cây này là chết khô rồi này đó nên là làm được một cây táo giống nó cũng rất là kỳ công kỳ cạch thế còn cây nào nó lên cao thì nó đã được khoảng tầm gần một gang rồi này các bạn này đó đây cây gần một gang rồi này đấy ok chưa nhưng cây gần một gang rồi vẫn chết ôi gai ôi, nó cắm đây các bạn nhìn này cây này chết này cây này chết này đó cây này chết này ồ chết rất là nhiều nên là à, cũng phải là làm được một vạn cây thì một vạn cây như thế này này thì cũng phải ươm được hai vạn cây như thế này các bạn thấy hình dung chưa tức là nó phi phao nó chết rất là nhiều nó như thế nhé cũng có năm mà đội mình ươm lên gần như chết đến chín mươi nói thật các bạn là nhưng cũng có năm tỷ lệ sống được khoảng tầm chín mươi từ cái việc mà mập ươm rồi hạt rồi mang ra ruộng rồi trồng lên rồi nó vẫn chết là thế đó, để các bạn biết đây, nó, nó như thế này nó vẫn chết đây. đây cây này chết trước này. Đó, cây này chết sau này, nó là như vậy. Vậy thì trong uh, video của clip hôm nay, mùng 1 tháng 4 2024, để cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn cứ yên tâm chăm sóc nhé, chăm sóc cây táo đến thời điểm này nhé, như mình đã chia sẻ, cũng như là làm dàn làm dậu để chuẩn bị đón hoa cho quả ở vụ tới nhé. Còn cây táo giống thì cây cây vụ 2023 đây các bạn ơi, còn cây vụ 2024 đây, đó còn những cái cây đội mình chuẩn bị ghép là lấy những cái mầm của cây kia sang đây, hay còn dàn dậu rồi thì dây dọ các thứ thì đội mình cũng đang làm và uh, các anh chị em nếu cũng, cũng phải làm đi nhé làm dần đi, Đấy, ở khu dưới này đây, đó rất là nhiều, đây thì uh, trong quá trình làm mà các anh chị em chưa rõ chỗ nào thì alo cho kênh núi đôi lục ngạn theo số điện thoại 750 vật tư về ngành táo này, máy bơm này, uh, dây dọ này, rồi thì um, thuốc thang này, cây táo giống này. Đến thời điểm này thì mình vẫn đang gửi cho các anh chị em. Và ngày mai, ngày kia, tóm lại là hôm nào thì mình vẫn có đơn để gửi cho anh, các anh chị em để kịp mùa vụ nhé. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở trong các video clip tiếp theo. Thì uh, mình cũng xin chia sẻ là đến thời điểm này là đội mình đang vào vụ vải mà vải năm nay thì mất mùa nên là đội mình vẫn có phải có đa phần tập trung vào những clip vải còn clip chăm sóc táo thì mình cũng nhúc nhắc nhé thi thoảng hoặc là lâu lâu thì mình sẽ đá tập trung đá lại để tập trung để cho các anh chị em cập nhật tình hình nhé nên là nhiều anh chị em cũng bảo tại sao lại không ra những cái clip chăm sóc táo thì nọ kia nhưng mình phải chia sẻ là thời điểm này thì gần như đội mình bỏ hoang chỉ làm nhúc nhắc một chút thôi nên là mình cũng chia sẻ như thế để các anh chị em nắm được còn chưa rõ chỗ nào thì cứ alo lại cho mình Uh, số điện thoại mình đã để trên màn hình một lần nữa xin cảm chào cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn và anh chị ở trong các video clip tiếp theo bye bye hẹn gặp lại